Hey mọi người, theo như yêu cầu hôm nay mình sẽ làm cái món chân gà hấp hành nha. Cái món này ăn đêm cũng rất là đã luôn. Hôm nay mình mua được hai khay chân gà luôn. Đầu tiên mình cho muối hoặc là giấm vô, mình bóp muối với chân gà để nó khử mùi hôi. Xong rồi mình sẽ rửa với nước thiệt là kỹ luôn. Vậy chân gà mình sẽ không có bị hôi. Để ráo rồi mình sẽ đem đi hấp với hành. Hấp tầm 5 tới 10 phút tính từ lúc nước sôi nha. Làm cái nước chấm chân gà nha. Đầu tiên là mình cho ớt vào, chén nước cốt chanh hoặc là nước cốt tắc, 30g muối, chén đường và 2 muỗng bột ngọt, 1 muỗng ớt bột để tạo cái màu đẹp. 80g sữa đặc rồi mình đem đi xay nhuyễn như vậy. Ý quên mọi người, cho thêm tí tiêu nha. Mọi người canh bằng cái chén mini. Chân gà mình đã xong, bây giờ mình bày ra mâm. Nào mà không ăn hành được, mình không cần hấp với hành, hấp không với gừng cũng được. Mà được cái chân gà ăn có vị rất là béo nè. Lớp da thì mỏng, ăn cái độ giòn. Biệt trong cái chân gà nó len lỏi những cái sợi gân á. Lúc mọi người ăn, mọi người sẽ nhai giòn giòn sực sực nè. Cái xương nó cũng mềm luôn nên mọi người bẻ ra rất là dễ. Ăn vào có vị béo nhẹ, nhưng mà mọi người càng ăn, mọi người sẽ cảm nhận được cái vị béo nó đậm đà. Nó lên từng bậc á mọi người. Còn về nước chấm thì sẽ có vị chua chua, cay cay, thơm nồng mùi tiêu ớt. Vị béo của từ sữa nè. Sốt thì sền sệt nên khi chấm với lại chân gà nó hòa hợp, nó tan ra. Cái nước chấm này mọi người cũng có thể ăn với lại gà luộc luôn nha. Nước chấm này dễ làm, dễ ăn, ăn được nhiều món nữa. Nhưng mà cũng có nhiều bạn không ăn được cái sữa nên lúc mọi người làm, mọi người có thể bớt sữa lại. Nhưng mình cho vô tí xíu thôi để cho nó tạo cái độ béo á. Cái hành lá mọi người lúc mọi người hấp á thì nó sẽ bị rụt rồi. Là mọi người chuẩn bị luôn cái phần hành xe cua. Hấp cái chân gà xong mình lấy ra, cho cái phần hành mới vô mình hấp sơ lại thôi. Thì cái phần hành của mình sẽ xanh giòn. Cái phần mà hấp chung với chân gà nó sẽ bị rụt mềm xèo. Nó sẽ không ngon đâu nha. Cái món này thích hợp làm mồi nè, ăn đêm, ăn chơi lai rai. Ngồi nhớ mua những cái chân gà bự bự á, ăn cho nó đã. Đúng kiểu là ngon, bổ, rẻ, dễ làm, dễ tìm luôn á.